xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lệ Minh. Lâu quá không gặp. Nhờ ơn bác và đảng, Lệ Minh lúc nào cũng khỏe. Chiến đấu không biết mệt mỏi. Đối với cái đám chống cộng cực đoan ô hợp thì mình phải chiến đấu với tụi nó không biết mệt mỏi, anh chị các bạn. Rất là cảm ơn anh chị các bạn inbox chào hỏi, hỏi thăm Lệ Minh. Rất là cảm động, không có gì vui khi anh chị các bạn thương mến và thăm hỏi. Đó chứ ở bên cái đất Mỹ này, cuộc sống nó, con người ta nó như một cái người máy robot, chứ không phải giống như những cái đám chống cộng cực đoan ô hợp nó lên mạng nó nổ đâu. Nó cho những người dân, những người khác ăn cái bánh vẽ sự hào nhoáng của bên nó bên ngoài. Mấy cái đám đó thì tôi nói chị các bạn, cái sự khốn nạn của tụi nó không có cái gì có thể mà diễn tả nổi. Khi đất nước lâm nguy, có thiên tai bệnh dịch thì nó ngồi ở bên bờ đại dương ở bên kia, nó làm lao nô cho xứ người, nó quay về Việt Nam. Mẹ đất ơi, nó xuyên tạc, nó bới lông tìm vết, nó vạch lá tìm sâu. Tôi thấy mà ớn chả đậu luôn. Tôi đi vào mấy cái diễn đàn của tụi nó, mình đấu tranh với tụi nó, tôi thấy nó lên, nó xuyên tạc một cách rất là thô bỉ và sự khốn nạn của tụi nó. Khi nó thấy đất nước mà Việt Nam mình mà có thiên tai hay diện chứ còn, mới thấy được cái bộ mặt đạo đức giả dối của nó. Rồi nó mấy cái nho một số những người trong nước lại tiếp tay cho tụi nó, tiếp tay cho tụi nó lên mạng live stream rồi đi cứu trợ rồi nó đi tìm những cái sự bất cập trong nước đó. Nó lên mạng nó chửi. Tôi kinh bỉ nhất là mấy cái tay mà nó về nước Việt Nam nó sống, có mấy thằng đó, mấy con nó về Việt Nam nó sống ở trong nước, nó sống bên Mỹ không nổi, nó về Việt Nam nó núp ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Nó lên mạng, nó vào trong mấy cái diễn đàn chống cộng, mạng đất ơi, nó lên nó còn hùa heo, nó chửi. Tôi thấy y như thật mấy cái thành phần đó, không biết tại sao nó nghĩ. Tôi nói mấy cái thằng này, tôi không nói cái nick của nó ra, mất công nó còn nó dí tôi quá. Tôi ngồi tôi nghe nó, mạng ơi, tôi thấy nó nhục nhã. Sao nó không ở bên xứ Mỹ, nó bên đó nó đi làm lao nô, nó đi làm trâu làm bò cho cái thằng Mỹ, mà nó phải về Việt Nam. Anh chị các bạn, nó về Việt Nam nó đi làm bảo vệ, nó về Việt Nam á nó làm bảo vệ á, mà nó lên mạng nó nói những cái chuyện mà tôi thấy không thể nào tưởng tượng được. Mấy cái thứ đó sao mà nó bẩn thỉu như vậy, bỏ nước ra đi qua xứ người ta sống không nổi, lăn lây lất trở về Việt Nam dành giật công ăn việc làm của người dân trong nước. Rồi khi bất cập ở trong nước, bắt đầu nó lên mạng nó chửi, nó lên mạng nó bức xúc, nó chửi mạng nó coi mấy cái thứ đó sao nó không đi chết mẹ nó cho rồi. Tôi kinh nó giả man. Có hôm tôi lên tôi đấu tranh luận với tụi đó. Nó lên YouTube, biết là mấy cái kênh của một số anh chị các bạn, một số người đưa lên trên đó những cái mà tôi chống tụi nó bắt tôi xin lỗi bà nội cha đó. Nó bắt tôi phải xin lỗi cái diễn đàn của nó. Nói, bà mẹ tụi mày có bị điên không, nói tụi mày có bị điên không ha, tụi mày chính chị chính em thì nói không ra hồn vía gì mà lên mạng nói không lợi người ta. Nó làm như nước Mỹ thì có ông cố nội cha nó để lại. Trong khi đó anh chị và bạn thấy chính trị của xã hội Mỹ hiện nay nó loạn giả man, những cái nhà tài phiệt nó tung tiền tỷ đô la vào trong chính trị để đặng mà nó thao túng với nhau, nó tranh giành quyền lực với nhau rất là khủng khiếp. Thế mà tụi nó lúc nào cũng lên mạng muốn bàn phát cái thứ dân chủ bịp bợm đó về lại Việt Nam mới chết chứ. Mà khi mình nói về cái tình trạng của nước Mỹ thì
thì nó lại nó súng nhau, nó đuổi mình về Việt Nam rồi nó bắt mình phải xin lỗi nó, bà nội cha nó hoang tưởng dạ mà. Vì khi nói tới mấy cái đám chấm cộng này, tôi nói chuyện các bạn biết, con người của tụi nó có vấn đề về vấn đề sự hiểu biết. Tôi nói thật, cái sự hiểu biết của tụi nó làm sao đi mà mỗi lần nước Mỹ nha có chuyện gì nha, nó kéo cả lũ nhau nó về Việt Nam, các bạn biết. Mỗi lần mà nó thấy tôi live stream rồi một số người khác đem ra mấy kênh và YouTube á, nó nghe được bắt đầu nó tức tối lên. Đúng là mấy cái đám mắc ôn, mấy cái đám chống cộng thì phải nói là ngày hôm nay nhờ có truyền thông đa chiều, dân mình càng lúc càng hiểu được những cái bộ mặt thật đạo đức giả của tụi nó. Trong cái vấn đề chính trị Mỹ hiện nay nó cũng lộ trần cái bộ mặt thật xảo trá của cái chính trị Mỹ để cho người dân mình càng lúc càng hiểu hơn. Trong khi đó các bạn nhìn thấy ở quê nhà, người người nhà nhà toàn dân cùng chung nhau mà gọi là chống chọi với bão lụt với thiên tai. Còn cái lũ khốn nạn tụi nó, các bạn biết, vào trong mấy diễn đàn chống cộng của tụi nó, nó xuyên tạc, nó gào thét lên giống như nó là những con người gọi là giống như là nó là những cứu tinh đem cho dân mình, dân tộc Việt Nam trong nước cuộc sống bình yên vậy. Mà trong khi đó toàn là một lũ ở bên hải ngoại đi làm thì lao nô, mẹ ơi nó nhục nhã, thằng Mỹ nó cốc đầu như con chó mà chỉ biết khoanh tay lại dạ thưa vâng, mà quay về Việt Nam thì chỗ nào đối với tụi nó cũng là tệ hết. Nhất là khi mà có đất nước mà có Lâm Quy, anh chị các bạn, có thiên tai bão lụt bệnh dịch được. Mà tại sao cái đất nước sở tại nó không dám chấp nhận mới chết chứ, mà hãy mình nói ra thì nó chửi nó đuổi về Việt Nam ở thì nó không dám chấp nhận cái sự thật mà nó đang sống ngộ vậy đó. Mà hãy nhìn về Việt Nam là ôi thôi, cái gì cũng là tại cộng sản hết, cái gì cũng tại cộng sản hết. Còn cái đất Mỹ của tụi nó thì như cái gì là nó cũng là số 1 hết. Mà trong khi đó thằng ấy 10 tên chống cộng, hết 10 tên. Tôi nói anh chị các bạn, không ra hồn gì hết. Các bạn mà vào trong những cái nơi mà chống cộng mấy cái tụi mà nó ở bên Mỹ, nó khiếp đảm lắm. Con người của tụi nó bằng tiện, nó lộ rõ bản chất bằng tiện của tụi nó. Nó tột cùng các bạn, ở ngoài xã hội không tìm thấy. Cũng khiếp. Bởi vì nhiều khi anh em chúng ta lên trên mạng này, mỗi người một tay gấp chung tiếng nói để đặng mà đẩy lùi những cái thành phần này ra phía sau. Chứ còn mà lên trên này mà cứ anh em cứ đấu đá nhau hoài, cái nào nhịn được thì nhịn, nhịn không được thì cố gắng mình đặt cái lợi ích quốc gia dân tộc lên trên. Chứ lên trên này ai làm kênh, có kênh mà làm ra được cái lợi tức để có cái cuộc sống ổn định thì đáng thì mừng cho người đó. Nhưng mà đừng vì những cái thứ đồng tiền vật chất rồi phải quay ra hôm nào đó đồng chí đó với nhau xong rồi quay qua đợp nhau không ra gì hết, bỏ bớt cái tôi của mình ra phía sau. Trên mạng này cái gì hay thì mình cứ học hỏi với nhau, chứ còn mà lên đây tranh giành với quyền lực danh vọng này kia thì nó chỉ là ảo tưởng thôi anh chị các bạn.
tôi thấy mấy cái đám mà chống cộng ở bên Mỹ này là tôi thấy ớn chà đầu. Tôi thấy tụi nó ớn chà đầu, mấy chục năm tôi sống trên đất Mỹ rồi, tôi nói chị các bạn biết tôi tránh xa tụi nó, không bao giờ tôi sống trong cái cộng đồng người Việt hết trơn á. Nó hỗn độn mà nó phức tạp giá man, nó chống lon xa xà ngầu. Nó chống không chừa một cái thứ gì mà nó chống xong rồi vài bữa nó sống nhau, nó không hài lòng với nhau và bắt đầu nó quay qua nó chống với nhau luôn. Diễn đàn của tụi nó cũng vậy nữa, nó quay qua nó chống nhau rồi nó lộn cào cào lắm chứ nha. Cho nên những người mà ở trong nước mà cứ ngồi đó mà mê hoặc hai cái chữ mà gọi là hải ngoại, trông chờ vào cái sự ban phát của những thành phần chống cộng hải ngoại, tôi nói gì các bạn, một sự sai lầm vô cùng. Nó cho ăn trước mắt chứ đồng tiền nó gửi về cho ăn hay nó tiếp tế gì, rồi đâu cũng vào đó, rồi cuối cùng mình cũng chẳng ra hồn vía gì hết, cuối cùng cuộc đời của mình tay trắng vẫn trắng tay. Các bạn nhìn thấy những cái thành phần mà tiếp tay cho cái đám chống cộng ở hải ngoại, tôi nói chuyện các bạn, tôi thấy mấy cái đám mà nó về Việt Nam nó sống, các bạn, nó bên Mỹ nó về Việt Nam mà nó sống, nó như con chó, nó trốn trốn nó lên mạng, nó bức xúc bà mẹ nó sao nó về chi gì không biết nữa, nó về đó bên bển nó đi làm, nó đi làm bảo vệ nha các bạn. Mấy thằng này, cái thằng này nó hỏi tôi thấy cái mặt của nó giống như cô hồn vậy, mà nó sống vậy mà lúc nào nó cũng lên, nó lên nó chửi quê hương đất nước Việt Nam khi mà có những cái bất cập. Mẹ nó sao nó không, sao nó không về bên Mỹ nó sống mẹ tôi rồi. Lúc mà đại dịch anh chị các bạn biết, nó lo nó chạy riết một số thằng nha, nó chạy, tôi không có nói tên nó cho anh chị các bạn, nó cầu nó dí rồi quá. Nó nghe tôi biết, nó nghe tôi nói, tại tôi mà đi nói đích danh nó, tụi nó ra đó là nó dí giống như bầy chó điên vậy đó. Mình vào diễn đàn tụi nó không được luôn á, chứ phải giỡn. Mấy thành phần này thật sự mà nói đáng kinh bỉ thật chứ. Vậy chứ Mỹ mà có chuyện gì là nó kéo nhau nó chạy Việt Nam, mà tôi nói cho các bạn, mà bây giờ mà Việt Nam, nhà nước Việt Nam mà mở cửa đi, mà mở cửa mà để cho người ta về bình thường á, mẹ ơi, nó nói giống như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói cái cột đèn mà nó chạy về Việt Nam được, bây giờ nó cũng chạy á. Nó kéo nhau nó chạy á. Bây giờ bên Mỹ nó loạn dã man chứ không giỡn đâu. Hồn ai nó giữ đây. Lâu thì mình cũng không có like. Hôm nay trở lại Facebook sau một thời gian, thấy anh chị em các bạn hỏi thăm lại mình là mình cũng rất là cảm động. Cho nên hôm nay like để cập nhật tin tức. Thì bên này nói chung thì trời cũng bắt đầu đã vào đông rồi, bắt đầu lạnh rồi. Cuộc sống bên này bây giờ nó bất ổn dữ lắm. Nó chính trị hai phe nó đấu đá nhau khủng khiếp quá chừng luôn. Và mấy cái tay tỷ phú nó bỏ tiền qua, nó mua chuộc lẫn nhau, nó mua chuộc truyền thông. Mẹ ơi, nó đấu đá nhau một cách rất là khủng khiếp. Thấy cái xã hội nước Mỹ. Thì thôi là mình like tới đây. Chúc anh chị các bạn ở quê nhà gặp rất nhiều may mắn, luôn luôn phấn đấu và thành công. Nhất là mình sống làm sao cho nó tốt, chứ không phải cái gì mọi thứ cứ lên mạng ngồi đó khóc rồi chửi bới quê hương. Mình về tới nhà bây giờ dịch gà nó kêu á. Đó, dịch gà mình nuôi nè. Tại vì bên này giờ từ ngày mà nó có biến, bắt đầu là mình phải tự cung, tự cầu, tự cấp. Lỡ nó có bị gián đoạn cái xã hội mình còn có rằng mình sống. Mấy hôm nay cũng nói chung thì cũng mua vé về Việt Nam 3 lần rồi đó. Lần nào cũng bị quỷ chứ quỷ hết. Hy vọng lần tới này, bây giờ nó chỉ còn chuyến bay về tháng
đầu năm tết tây thôi mà không biết có không nữa. Mà mình cũng hồi hộp trông chờ về quê hương. Bị quỷ vé 3 lần rồi đó. Mấy hổm tưởng đâu là đầu tháng 12 này là đi được rồi, cuối cùng cũng bị quỷ. Bây giờ phải tìm vé lại. Thôi xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye, bye bye, bye bye.